Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 4 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 5, đó chính là phép cộng các phân thức đại số ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên là bài 17. Như vậy trong quá trình học mà phụ huynh và các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ đăng ký vào khóa học online. Cho khối 8 thì bao gồm có sách bài tập toán, sách bài tập hóa và chuyên đề hóa vô cơ nhé. Ok. Rồi chúng ta đi sang bài 17. Rồi, như vậy thì ở cái bài 17 này này, người ta yêu cầu các em là cộng các phân thức cùng mẫu. Nhớ khi mà cùng mẫu ấy, thì chúng ta giữ nguyên mẫu và cộng tử. Các em hiểu không? Ví dụ cái công thức, ví dụ A phần B mà cộng cho C phần B. Thông thường là như vậy, chúng ta giữ nguyên B, chúng ta lấy A cộng C ở đây. Nếu mà cùng mẫu, còn nếu khác mẫu thì bắt buộc chúng ta phải huy đồng về để về cùng mẫu rồi. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có câu A này. Như vậy cái đề bài ở đây thầy sẽ không ghi lại nữa, nó sẽ mất thời gian của thầy. Mà đề bài các em ghi lại dùm thầy vào trong vở, sau đó các em ghi bằng. Ở đây nó cùng mẫu, thầy dùng thước ha, thầy kẻ ngang qua. Được chưa? Thầy sẽ đặt cái mẫu ở đây là x mũ 3y. Các em có hiểu ý thầy nói không nào? Ở đây đề các em ghi lại nha. Bước đầu tiên là các em ghi ba cái tử này cộng lại theo đúng công thức của thầy. Như vậy thì các em lấy 1 trừ 2x cộng 3 cộng 2y cộng 2x trừ 4. Đó, ok. Bằng tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng ghi mẫu lại. Sau đó chúng ta tiến hành thu gọn ha. Ta tiến hành thu gọn như vậy các em có cái hệ số này, 1 cộng 3 thì bằng 4, 4 trừ 4 đây thì bằng 0 rồi. Âm 2x cộng 2x này cũng bằng 0. Nhưng mà kết quả đây là bằng 2 y. Thế mà gạch ngang dài sọc. Rồi, ai biết được ha các em ha. Biết được thì giàu mất rồi. Biết trước thì giàu ha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thu gọn cho tới tối giản. Như vậy thì 2v6 đây thầy chia ở đây cho 2. Ở đây chia 2 thì 2 đây hết. Số 6 này là còn lại, dưới đây là số 3. Trên này số 1 không cần ghi. Y với y này triệt tiêu, như vậy chứng tỏ trên đây còn lại số 1. Ở đây là x mũ 3. Có được không nào? Đó. Một bài rất là ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu như vậy thôi các em. Đã chưa? Ok, chúng ta đi sang câu B nhé. Ta có bài 17B nha. Bước đầu tiên thôi. Cái đề các em ghi lại nhìn thầy. Bước đầu tiên là thầy sẽ gạch ngang qua. Tại vì ở đây chắc chắn là nó cùng mẫu rồi, nên là chúng ta chỉ việc ghi cái mẫu này lại thôi. Lấy x mũ 2 trừ 2 cộng 2 trừ x. Có đúng chưa? Bằng tiếp. Như vậy bây giờ chúng ta đơn giản ở cái tử trừ 2 cộng 2 hết. Ta có x mũ 2 trừ x. Trên đây cho x nhân cho x trừ 1 mũ 2. Bằng tiếp ở đây đây. Ở trên tử thầy đặt x ra chung, bên trong còn là x trừ 1. Được chưa? Ở dưới mẫu này nó vẫn là x nhân cho x trừ 1 mũ 2. Như vậy thì ở đây các em thấy x chia x là bằng 1 hết rồi này. X trừ 1 ở đây người ta chúng ta ngầm hiểu là mũ 1 đây mũ 2. Thì chứng tỏ ở đây là triệt tiêu của x trừ 1 mũ 1 này rồi. Như vậy trên tử nó còn 1, ở dưới này còn là x trừ 1. X trừ 1, tất cả mũ 1 nhưng mà mũ 1 không cần ghi nữa. Ha. Rồi chúng ta đi sang câu C nhé. Bước đầu tiên thầy cũng sẽ ghi cái mẫu lại. Tại vì nó dễ nên thầy sẽ thực hiện nhanh, để dành cho thời gian cho những cái bài khó đúng không? Cái bài nào mà cũng làm chút từng chút mà ghi đề lại thì nó dài lắm em ạ. Và nói mỏi hết cả mồm. Đó, được chưa? Đây, tử cộng tử nè. Ha. Bằng tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta thu gọn này. Lấy 3 trừ cho gì? 3 trừ 6x thì bằng âm 3x. Như vậy ở đây thầy viết x mũ 2 lại trước. 3 trừ 6x thì bằng âm 3x cộng 1. Các em thấy giống ở tử không? Tử với mẫu giống nhau không? Bây giờ giống rồi ha. Giống thì chắc chắn chia nhau thì bằng mấy? Bằng 1.
người ta cho kết quả rất rất là chi là đẹp, cái đúng không? Ta có bài 17D nha, ta nhìn xíu thì gấp giấy lại luôn. Ok. Đối với bài 17D thì các em cũng thực hiện tương tự như vậy, các em đánh dấu bằng. Dùng thước chúng ta gạch ngang qua. Ở đây là 2x mũ 2 cộng 17x cộng 1. Trên đây là x mũ 2 cộng 38x cộng 4 cộng 3x mũ 2 trừ 4x trừ 2. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đơn giản ở trên tự trước. 1x mũ 2 cộng 3x mũ 2 thì trở thành là 4x mũ 2. 38x mà trừ 4x thì cộng cho 34x. 4 trừ 2 thì còn là cộng 2. Ok. Nhìn ở đây chắc chắn các em đã thấy được kết quả rồi đúng không? Như vậy ở tử chúng ta sẽ đặt bao nhiêu ra chung? Ở tử chúng ta sẽ đặt 2 ra chung đúng không nào? Bên trong còn lại là 2x mũ 2 cộng 17x cộng cho 1. Nên là vì sao thầy nói các em chắc đã thấy kết quả rồi, là như vậy. Thấy hai này giống nhau thì kết quả này chắc chắn sẽ bằng 2. Ok, được chưa? Các em hiểu nè. Ta đi xem bài 18 nhé. Rồi, ta có bài 18 nha. Cộng các phân thức khác mẫu thức. Khi mà khác mẫu thức thì bắt buộc chúng ta phải gì? Quy đồng mẫu. Nhớ chúng ta phải, không phải bây giờ chúng ta thực hiện 3 bước giống như cái bài số 4, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức nữa, mà chúng ta sẽ thực hiện trực tiếp ở trên bài luôn, cho chúng ta không tách rời ra các bước nữa. Em rõ chưa nào? Như vậy thì cái bước mà tìm mẫu thức chung thì chắc chắn chúng ta phải thực hiện rồi. Như vậy thì ở đây này, thầy sẽ không ghi đề lại mà thầy sẽ tìm mẫu thức chung cho các em. Thầy hướng dẫn này. Bây giờ 6, bây giờ các em thấy này, để tìm mẫu thức chung các em nhìn nhìn trên đây giùm thầy nè. Mẫu thứ nhất, mẫu thứ hai, mẫu thứ ba. Bây giờ mẫu thức chung nghĩa các em phải tìm một cái mẫu thức chung mà nó chia được cho cả ba cái mẫu này, chia hết. Bây giờ nói về hệ số 6, 12, 18 thì các em thấy cái số nào mà chia được cho cả 6, cả 12 và cả 18? Đó chính là số bao nhiêu các em? À, đó chính là số bao nhiêu? Bạn nào biết? Đó chính là số 36. 36 chia cho 6, 12 và 18 và nhỏ nhất nhé. Chứ không à, nếu em không thấy thì các em lấy 6 nhân 12 nhân 18 vẫn ra, nhưng mà số là rất là lớn. Em hiểu chưa? Hoặc là các em sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất. Các em không nhớ thì các em quay lại ở cái toán lớp 6, ở cái bài số 18, cách tìm bội chung nhỏ nhất của 6, 12, 18 thì nó sẽ ra được số 36 nha. Bây giờ đối với biên x thì đây là x mũ 2, đây x mũ 1, đây x mũ 1 thì chắc chắn ta phải lấy x mũ 2 nha. Đây y mũ 2, đây y mũ 1 thì chúng ta cũng sẽ lấy ở đây là y mũ 2. Rồi sau khi tìm mẫu thức chung xong, chúng ta đánh dấu bằng và chúng ta thực hiện giùm thầy để mà đưa nó về cùng mẫu nha. Các em hiểu không nào? Coi thầy làm này. Đây, do đây là cái bài đầu tiên nên thầy sẽ làm rất chậm. Ở đây có 3 phân thức nên thầy kỹ 3 gạch ngang đây. Chính giữa đây là 3 dấu cộng. Ở đây thầy không ghi mẫu đây nữa mà thầy sẽ đặt mẫu chung, mẫu chung ở đây. Cứ bình tĩnh nghe. Thầy làm một bài là các em hiểu á. Sau khi xem bài này xong rồi thì những cái bài kia các em tự làm, sau đó đối chiếu kết quả của thầy nha. Các em lấy mẫu chung ở này. Các em tử nha. Bây giờ để nó từ từ. Các em cứ nên ghi tử, tử lại trước đây. Đây là phép nhân nha. Bây giờ các em lấy mẫu chung đây, chúng ta chia cho mẫu đây được bao nhiêu, các em nhân lên tử đây, nghĩa là cái nhân thừa số phụ được em. Như vậy 36 chia 6, 36 chia 6 được 6, nhân 6 đây này. X mũ 2 chia x mũ 2 hết, y mũ 2 chia cho y này ra được y. Đó, được chưa? Tiếp tục.
Lấy cái mẫu này chia cho mẫu là đây, 36 chia cho 12 thì bằng 3. X mũ 2 chia cho X thì ra được X. Y mũ 2 chia cho Y mũ 2 thì bằng 1 hết rồi. Được chưa? Tiếp tục, 36 chia 18 thì bằng 2. X mũ 2 chia X thì còn là X. Y mũ 2 chia Y thì còn lại là Y. Ok. Bằng tiếp, 5 x 6 thì bằng 30Y cộng 3 x 7 21X cộng ở đây là 22XY. Tại vì nó đã cùng mẫu nên chúng ta gạch xuống và thực hiện cộng lại. Như vậy thì ở đây chỉ là 36X mũ 2 Y mũ 2. Các em có hiểu không? Hiểu chưa? Thì tới đây chúng ta chẳng có cái gì để mà thu gọn được nữa, nên là chúng ta cái kết quả là để nguyên đó, chứ chúng ta không không có làm được gì nữa các em. Ok, các em hiểu đúng không? Rồi, chúng ta đi sang câu B nhé. Thầy nói các em là đối với cái dạng này á, là cái việc tìm mẫu thức chung nó rất là quan trọng. Rồi, mẫu thức chung này, đề thì các em ghi lại giùm thầy đi. Ok, ở đây á, đối với cái mẫu, các cái dạng mẫu thức ở dạng tích như này rất là dễ. Nhưng mà khi mà những cái mẫu mà nó dạng tổng hiệu này nọ sử dụng hạn thức và phân tích ra thì nó hơi khó ha. Ở đây là 15, ở đây 9, ở đây là 5. Thì theo các em là cái số nào mà nhỏ nhất chia được 15, chia được cho 9 và được cho, chia được cho 5 à, đó chính là số 40, 45. Hoặc là các em đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 15, 9 và 5 nha. Thầy nói có phương pháp để các em làm, được chưa? Ở đây về cái biếm x mũ 3, x mũ 2 để x mũ 1 thì các em sẽ lấy là số mũ lớn nhất, đó chính là x mũ 3. Y mũ 3 thì các em cũng sẽ lấy giùm thầy đây là y mũ 3. Sau đó các em tiến hành quy đồng giống như ở câu A. Ở đây ba phân thức, các em sẽ gạch giùm thầy ba gạch. Điền giùm thầy tất cả những cái gì mà chúng ta đã biết trước, sau đó các em mới điền những cái chưa biết. Và bằng cách nào thì thầy đã hướng dẫn rồi. Đúng không nào? Ba gạch như vậy, thầy hay làm như vậy, chỉ học sinh như vậy. Cái nào biết cứ làm trước sẵn ở đây, giờ ghi mẫu chung ở đây. Vậy mà nó hiệu quả các em ạ. Nghĩa là ở đây mình không có phô trương rườm rà một cách gọi là phức tạp. Đừng làm mọi việc nó trở nên phức tạp không. Ở đây trên tử là 4x cộng 2, cứ ghi sẵn đi, nhân tí nữa ha. Để chúng ta nhân thử số phụ sau. 5y trừ 3 nhân ở đây x cộng 1 nhân ở đây. Rồi bây giờ chúng ta có này, nhìn thầy thực hiện này. Ta lấy mẫu chung này chia cho mẫu thứ nhất, 45 chia 15 thì được 3 này à, x mũ 3 chia cho x mũ 3 này, gọi là bằng 1 ấy, là hết rồi. Y mũ 3 chia cho y thì gọi là y mũ 2 ở đây. Được chưa? Tiếp tục lấy cái mẫu này chia cho anh đây, mẫu đây thì 45 chia cho 9 thì được 5. X mũ 3 chia x mũ 2 thì còn lại là x ha. Y mũ 3 chia cho y thì còn đây là y mũ 2. Ok. Rồi, 45 chia cho 5, 45 chia cho 5 thì được 9 là ở đây. X mũ 3 chia cho x thì được ra được x mũ 2. Y mũ 3 chia y mũ 3 hết rồi. Đó. Rồi bây giờ thầy sẽ đẩy lên để thầy làm cho em xem nha. Bằng tiếp, bây giờ nó cùng mẫu rồi thì trên tử này thầy sẽ nhân vô đây. Các em hiểu không? Lấy 3x 3y mũ 2 nhân cho 4x thì nó sẽ bằng là được 12xy mũ 2 này. 3 nhân 2 trở thành là được 6y mũ 2, được không nào? Mẫu tí nữa thầy gạch và điền mẫu chung ở đây rồi. 5xy mũ 2 thì nhân cho 5y ở đây. 5 x 5 này ra 25 cái này này. Y nhân y đây y mũ 3, như vậy chúng ta là x y mũ 3. Đó. 5 x 3 ở đây là trừ này. 5 x 3 thì bằng 10, 15 x y mũ 2. Thầy làm rất chậm đúng không? Cộng này. 9 x mũ 2 nhân cho x thì trở thành là 9 x mũ 3 này. Cộng cho 9 x mũ 2. Đó. Chắn ở đây là ta viết mẫu thức chung lại rồi. Bằng tiếp,
xem thử là nó có đơn giản được hay không là các em này. 12 x y mũ 2, vậy đây các em thấy không, 15 x y mũ 2, như vậy 12 trừ 15 thì được là âm 3. Theo thầy nên viết cái 6 y mũ 2 trước, sau đó ghi là âm 3 x y mũ 2, nghĩa là thằng đây với thằng này triệt tiêu là ra được kết quả này nhé. Còn là anh đây không có đồng dạng anh nào hết thì ghi lại. Đó. Như vậy chỉ đồng dạng và thu gọn được hai cái đơn thức đó thôi. Rồi, xong. Bài này coi như tới đây là hết thu gọn được rồi. Ok, các em hiểu chưa? Tao đi qua bài 18C nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 18 câu C nha. Bắt đầu từ cái bài này nó hơi khó rồi nha các em nha. Không còn dễ giống như câu A, câu B này đâu. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì ở trong cái mẫu này nó có tổng và hiệu, nên chúng ta bắt buộc phải sử dụng các hàm định thức hoặc là phân tích ra để chúng ta mới thấy được mẫu chung được. Nhưng mà đối với những bài này á, chúng ta phải làm các bước như sau. Chúng ta phải phân tích mẫu để chúng ta đi thi mẫu chung nha. 2x thì nó vẫn bằng là 2x. 2x trừ 1 thì nó vẫn bằng là 2x trừ 1 ha. Còn đối với cái mẫu thứ 3, 4x mũ 2 trừ 2x, thì ở đây thầy sẽ đặt ra 2x ra chung, bên trong còn là 2x trừ 1. Chứng tỏ cái này đã chính là mẫu thức chung, tại vì nó chia được cho cả hai này. Xem hiểu chưa nào? Như vậy thì cái mẫu thức chung của chúng ta đó chính là 2x nhân cho 2x trừ 1. Ok, rồi. Sau khi tìm mẫu thức chung xong, chúng ta thực hiện giống như lúc nãy thầy đã hướng dẫn cho các em. Ở đây cũng có 3 cái đúng không? Thì công việc gọi là yêu thích của mình này. Để anh đây gạch nghe các em. Để dưới nó hụp nên là không gạch được. Nó hơi dài một chút đi nha, cho nó thoải mái. Đó. Cái nữa à. Rồi. Được chưa? Cha mình ngứa ngáy nha. Rồi. Điền vô, đầy đủ vô. Ở đây tử ha. Tử thì đây số 3. Thầy ghi nhân để đây sẵn đi. Nhân để đây sẵn đi. Nhân để đây sẵn ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta thực hiện là chúng ta lấy 2x nhân cho 2x trừ 1 chia cho cái mẫu đầu tiên ở đây, thì chắc chắn nó sẽ ra được là 2x trừ 1. Tại vì 2x chia cho 2x hết rồi. Như vậy kết quả thừa số phụ đây đó chính là 2x trừ 1. Các em hiểu không? Tiếp tục. Tới cái mẫu này, các em lấy 2x trừ 1 chia 2x trừ 1 hết, nhưng như vậy nó còn là 2x nhân ở ngoài đây. Tiếp tục. Cái mẫu này chia mẫu này, mà cái mẫu này cũng chính là bằng nó lên. Như vậy thì nó bằng 1 thì nhân ở đây. Tới đấy thì bây giờ các em đã hiểu rồi đúng không? Thầy đưa lên để thầy kê, thầy làm cho các em xem. Bằng tiếp, bây giờ cái mẫu chung thì chắc chắn chút nữa ghi lại rồi, bây giờ chúng ta nhân vô. 6x trừ 3, 2x nhân cho 3x thì trở thành là cộng 6x bình. Đây trừ 6x này. 2x nhân 1 thì đây chắc chắn là bỏ ra 2x mũ 2 cộng 1. Được chưa? Đây sẽ là 2x nhân cho 2x trừ 1. Ok. Bằng tiếp. 6x trừ 6x bằng 0, triệt tiêu hết. Ở đây còn là 2x mũ 2. Ê, 2x mũ 2 mà cộng 6x mũ 2 này, 6 cộng 2 là bằng 8x mũ 2. Trừ 3 cộng 1 thì trở thành là trừ 2. Đó. Các em có hiểu không nào? Như vậy bây giờ chúng ta có thể thực hiện được. Ở trên tử này chúng ta sẽ đặt số 2 ra chung, bên trong còn là 4x mũ 2 trừ 1, trên đây là 2x nhân cho 2x trừ 1. Chúng ta thực hiện sao nữa nào? Ta tiến hành thu gọn.
Cái anh này là chính là hàng đẳng thức số 3 các em. Hai đây hàng đẳng thức số 3. Trong đó A chính là 2x, B chính là 1. Như vậy thì ở đây nó sẽ trở thành là 2x trừ 1 nhân cho 2x cộng cộng 1. Trên đây chính là 2x nhân 2x trừ 1. Như vậy thì ở đây các em thấy 2 với 2 triệt tiêu, 2x trừ 1, 2x trừ 1 hết trên tử nó. Như vậy nó sẽ còn là 2x cộng 1 này. Ở dưới mẫu chúng ta sẽ còn lại là x. Đó. Được chưa? Cả cái bài nó nằm gọn trong màn hình như vậy. Chúng ta thấy có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng chưa? Ok. Bài này cũng chưa khó lắm, tại vì người ta cho cái mẫu thứ ba nó chia được cho hai cái mẫu còn lại, chưa khó lắm nha. Thầy nói chưa khó là chưa khó, chuẩn bị lên độ khó đấy, tăng dần này. Giống như ăn mì cây các em. Mì cây mà bây giờ ăn cấp độ 1 tới cấp độ 10. Cây bùng lỗ tai, điếc tai luôn ha. Chúng ta đi sang bài 18D. Ta có 18 câu D em. Thì công việc yêu thích của mình là phải phân tích ba cái mẫu này. Ha, phân tích ba cái mẫu này để đi tìm mẫu thức chung. Bạn em thấy này, cái x mũ 3 cộng 1, đây chính là hàng thức số mấy? À, đây chính là hàng thức số 6. Số 6 nó có dạng là a mũ 3 cộng b mũ 3. 1 đây thì có thể viết trở thành là 1 mũ 3 được. Thì thầy có thể viết trở thành là x cộng 1 nhân là gì? X gì? X bình phương trừ a nhân b vẫn là x cộng đây cho 1. Thì em thấy là cái này giống cái này, cái này giống cái này, thì chứng tỏ cái anh này chính là mẫu thức chung, chính là anh luôn ha. Nhưng mà thì mẫu thức chung của chúng ta nó chính là bằng là x trừ 1 nhân cho x mũ 2 trừ cho x cộng 1. Rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta thực hiện công việc yêu thích 1, 2, 3. À, rồi thầy đẩy lên đây thì kìa, kìa ở dưới một phát, hai phát, giống phát đạn này, bắn. Ôi trời ơi, thấy vậy cho nên mệt lắm các em ạ. Vừa dạy cho các em, vừa dạy thêm rồi con cái, ôi bố lô xua các em, công việc nhà trường nữa. Thầy nhiều lúc thầy cứ nói với cô là có khi nào thầy bị điên không? Dạy xong những cái khóa học rồi dạy cho các em xong, có khi nào thầy lại vào những cái bệnh viện tâm thần, cứ ngồi một mình để cộng nhé. Đấy, ha, em thấy không? Ngồi một mình cứ ngồi nói giống như thằng khùng mà. Cô cứ cười khà khà, thôi bây giờ mình phải trả nợ, thôi ráng thôi. Đó. Bán được ít khóa học, có tiền trả nợ. Nói như vậy đâu mà thầy quan, đâu mà thảm dữ các em. Ha. Cái SML ra chứ. Chắc các em không biết SML là gì. Rồi, ok. Bây giờ không nói chuyện riêng nữa, tại vì đang tranh thủ nói chuyện riêng là do ghi cái này thì ai cũng phải ghi giống như thế, không? Ok, bây giờ này, nhìn này. Lấy cái mẫu chung này này, chia mẫu thứ nhất thì chính nó, nên là chia ra bằng 1, nên nghe lên nhân số 1 này. Các thầy cô khác không biết có nhân hay không là ngầm hiểu không biết. Lấy cái mẫu này chia mẫu này thì anh này chia đây bằng 1, chứng tỏ còn lại là cái thừa số phụ ở đây chính là x cộng 1 này. Như vậy nhân ở đây là x cộng 1, đóng mở ngoặc dùm nha, không có ngoặc là sai á. Cái này chia này, thì cái này với cái này hết rồi, thì còn lại là x mũ 2 trừ x cộng 1, được chưa? Nói chung ấy, con người thì ai cũng có sự sai sót, và trong quá trình làm ở nhiều thầy sai một xíu thì cũng bỏ qua giùm nha, chứ cũng ai tài giỏi gì đâu. Thầy làm xong rồi thầy up luôn á, chứ không có nhìn video của mình quay như thế nào đâu em, không có đâu. Rồi bây giờ này, nhân vô thì chắc chắn bỏ ra, tại vì nhân với 1 mà. 2x mũ 2 cộng cho 2x để cộng x mũ 2 trừ x cộng 1 này, được chưa? Ok, con dê chưa các em? Do các em không được học trực tiếp với thầy, học trực tiếp thầy thầy vui lắm, thầy hay đùa lắm, đùa kiểu lịch sự chứ không phải đùa một cách sổ sàng hay là này nọ gì đâu nha. Rồi ok, tới đây làm sao nữa đây? Bằng tiếp, bây giờ chúng ta sẽ ở đây x mũ 3 không có thằng nào đồng dạng hết thì cứ ghi lại đi.
Ở đây cộng ở đây 2 cộng 1 thì bằng 3x mũ 2. Thấy không? Tiếp tục. Sao được em? 2x cộng 2x là 4x mà trừ x đây trở thành là cộng 3x cộng cho 1. Nhìn thấy nó đã ra hàng đẳng thức cho các em. Đố với em đấy là hàng trình tự ấy. Trình tự là hàng thức số mấy? Nhìn nhanh nói cho 10 điểm nè. Đây hàng thức số mấy em? Đây chính là hàng thức số 4, có dạng là a mũ 3 cộng 3a mũ 2b cộng cho 3ab mũ 2 và cộng cho b mũ 3 ha. Thì thầy sẽ đưa nó trở thành là a cộng b tất cả mũ 3. Như vậy a chúng ta đây chính là x, như vậy thầy sẽ đưa trở thành là x cộng 1 tất cả mũ 3. Ta chia đây là x cộng 1 nhân cho x mũ 2 trừ x cộng 1. Đó. Bằng tiếp nữa các em. Ở đây mũ 3 mà đây chia mũ 1 thì chứng tỏ trên đây là còn x cộng 1 tất cả mũ 2. Chia đây là x mũ 2 trừ x cộng 1. Đó chính là cái kết quả cuối cùng của cái bài này. Ok, con TT cho các em. Được rồi. Quá dễ hiểu đúng không? Rất là dễ hiểu. Thầy nghĩ là như vậy nhưng mà đối với các đệ tử và các em thì không biết như thế nào đấy nha. Rồi, ok. Tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay. Đây là clip học thử nha. Các clip còn lại thầy sẽ up trên kênh online của thầy nha. Bạn nào muốn học thì chúng ta đăng ký khóa học online. Ok. Tới đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nha.